bỏ người này chứ người kia kia thì không được. Nên là sao? kiểu gì cũng sẽ có, mới yên tâm nha, kiểu gì tiền cũng sẽ có nha. Không, hai vợ chồng mình hiện tại đang ở Hà Nội, chưa qua Angola đâu. Khi Tiền nào tiền để chờ sếp cao cấp xong tặng luôn. tiền thì chắc là để đợi sếp bút hộp cao cấp kia thì sẽ gửi cho tiền. Nói chung là nhắn tin suốt mà, lễ với team mình nhắn tin suốt mà, nên là chạy lên like. Anh Hoàng nhớ lôi không ạ? À? Có nha. Ui, như ông cháu mà ông cháu giờ chắc là quên cô với chú rồi, chả ông cháu thật. Anh Hoàng rủ chị Lê nấu ăn chung đi. Nhật Lê đấy là lười nấu ăn thôi, nhưng mà một khi đã nấu ấy thì cũng được, cũng được. Tiên nhắc là chiều bánh nha. Thì phải đợi bánh to sẽ gửi nhá. Đúng rồi, Lôi có cái túi nhìn đáng yêu nha mọi người. Cái túi đeo từ Việt Nam rồi qua Ngô Lam rồi đi đâu cũng quay, mà đi làm cũng quay. 15 này có bánh cao cấp không nhỉ Lê? Có đấy ạ. Mười lăm này thì sẽ có bánh bánh cao cấp nha mọi người nhá. Trong phiên live của Linh tầm ngày 8 giờ. Mọi người nhớ vào đấy săn mua nha mọi người nha. Lôi đã lôi rồi đi làm rồi, rồi đi làm rồi chưa, không 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 liên lạc được này. Không thấy ông cháu đâu này, ông cháu giờ chắc là đi quay với team Huyền Thoại hoặc là đi quay với Linh rồi. Bây giờ thấy ông cháu lôi nhỉ, lôi đi đâu cũng cầm cái túi nhìn dễ thương thật. Mọi người thấy lôi đeo cái túi kia nhìn có dễ thương không? Quá là dễ thương luôn. Lê đang làm gì đấy? Nhìn Lê đang ăn ăn táo cho tất cả mọi người nha. Ngày mấy tám ngày 15 thì Linh sẽ like cho mọi người nha. Linh sẽ like ngày 15 sẽ có tầm khoảng 10.000 set bánh trung thu cho mọi người. Mọi người cứ yên tâm, thỏa thích mà săn mà mua. Chứ đợt vừa rồi thì bọn mình mọi người muốn mua nhưng mà không kịp, rất là tiếc. Nói chung là vẫn là thương mọi người đấy. Đúng rồi, đợt này lôi về nhìn trưởng thành. 15 âm hay dương? Dương dương chứ. Ngày 15 dương này Linh like này. Ít hôm nữa là Linh sẽ like. Hôm nay là 13. 2 hôm nữa thì Linh sẽ like. Em bị khờ mọi người, nhưng mà chưa em đi. Ngày 15, 10 giờ. Quên, ngày 15, lúc 8 giờ nha mọi người nha. 10.000 suất bánh. Tất cả mọi người nhớ nha, nhớ xem và theo dõi lịch live của Linh sẽ săn được, kiểu gì cũng săn được. Mọi người yên tâm, bánh ngon lắm anh. Bạn nào đã ăn đã kiểu may mắn đã đạt được, đã ăn được, mọi người thì mọi người comment xem có ngon không, vị như thế nào, có hợp khẩu vị của mọi người không. Chưa thấy các nhiều nhiều anh chị ăn thấy khen ngon, nói chung rất may, rất là may mắn cho bọn mình là đem cái sản phẩm mà tâm huyết đấy đến gửi tặng đến mọi người, là mà mọi người khen ngon đấy, là bọn mình là rất là thích luôn. Thập cẩm mùi vị tuổi thơ, tuổi thơ đúng rồi, mình thích nhất là một thập cẩm, bởi vì ngày xưa trung thu ấy là bố mẹ ông bà lúc nào cũng mua bánh trung thập bánh bánh trung thu bánh thập cẩm, vì thập cẩm là bánh mà gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người. Anh Hoàng Tấu Hải đi Đình ở quên hôm kia mình đang đang tầm khoảng 10 giờ đêm hay sao ấy, thì anh Tâm gọi điện cho mình bảo Hoàng ơi thì anh qua anh ngủ cùng. Thế là qua ngủ cùng thì là thấy anh Tâm qua đây, thấy mặt mũi đỏ ấy, thấy là sang viên nằm vào phòng nằm ngủ nhá. Nằm ngủ được tầm khoảng 10 phút thì thấy bắt đầu kiểu gì nhỉ? Bắt đầu kiểu hô hoán, kiểu ông ấy ngủ mớ ấy, anh Tâm ngủ mớ. Hô hoán tiêu to lắm. Cứ bảo ôi chết rồi, chết rồi, tao chết rồi, tao chết rồi, tao chết rồi Hoàng ơi. Thế là bắt đầu tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê nhiều lắm. Đấy bây giờ mình hỏi là anh ấy, sao thì anh? Sao sao mà anh mơ hay anh mơ cái gì mà kinh khủng thế? Thế là anh Tâm thuật lại như thế này là cái gì nhỉ? Đang ở trên máy bay,
thì là đang bay qua đang bay qua nước Anh hay hay là nước Mỹ gì đấy để đi du lịch, thì đang bay tự nhiên này bầu trời trắng xóa đấy, bắt đầu cái cảm giác mình kiểu chết não hay sao ấy, mà ông kiểu rơi tự do hay sao, thế là ông ấy hét hú hét luôn. Thế là bắt đầu mình tỉnh dậy, ông ấy tỉnh dậy. Hello? Bảo là ôi chết rồi, chết rồi, một tỷ đánh chết. Anh Tâm nhiều gái buồn cười lắm, mắt thì đấy cứ ngủ mắt thì mới thế này này, mắt thì thế này này đấy, cứ trâu mình thì cầm điện thoại chưa ngủ được, còn anh Tâm thì cứ một mắt nhắm một mắt mở ngủ buồn cười lắm. Mơ chết mà khiếp nhỉ. Bảo đang ngủ, đang bay, đang đi du lịch vui thì tự nhiên này bầu trời trắng xóa, thế là rơi tự do, thế là hét hú hét thôi à. Bánh trung thu tầm khoảng ngày 15, 10 set may mắn cho mọi người nha, ra không ngủ với vợ thì đang tính ngủ với Nhật Lệ thì anh Tâm qua đây đây, anh Tâm bảo qua chơi cho anh ngủ cùng với, tức là nhớ hơi em dai, bên kia chán quá mà, bên nhà anh Tâm chán quá mà, quá chơi cùng đâu. Thì hôm bữa Linh với anh Tiến với Lôi ở bên này thì suốt ngày ở bên này, bên kia thì không dám về đấy, còn giờ đổi kia đi sang bên Angola rồi thì anh Tâm ở bên kia một mình thì buồn lắm, buồn chán lắm. Hoàng dạo này không gặp Nam à? Nam đợt này hình như vào trong Đà Lạt, cái là về quê để hình như là cưới em, còn mình với Nhật Lệ thì đang có việc ở ngoài này thì chưa gặp được. Nên kiểu gì cũng anh em cũng gặp nhau mà. Khi mua có bánh ngày 15 có bánh nha mọi người nha. 8 giờ, 10.000 set, 10.000 set mọi người tha hồ thoải mái mà săn nha mọi người nha, nhớ nha mọi người nha, mọi người nhanh tay nha, 10.000 set. Em đang ở Hà Nội nha, mới hai vợ chồng mới về luôn, mới ra luôn. Hôm qua là quay cái cảnh quay ở Nghi Lộc, nhà kia đẹp lắm mọi người, nhìn của cổ kính kiểu tuổi thơ ấy. Mọi người tí mọi người vào xem trong video mới của TikTok của em ấy, nhìn cái bình gì lắm, nhìn thân thuộc, nhìn kiểu tuổi thơ nó ùa về. Nhà ai vậy? Đây là bọn em nhờ một ông anh ấy tìm cho, tìm mất một ngày đấy, nguyên một ngày thì mới tìm được cái nhà mà kiểu cũ như ngày xưa, bởi vì là thời đại hôm nay giờ phát triển rồi nên là nhà cái như này nó rất là khó, rất là hiếm. Mà may mắn mà tìm được cái ngôi nhà thế là quay rất đẹp. Hẹn mọi người là tầm khoảng ít hôm nữa thì sẽ có video hay cho mọi người xem. Không bán bánh à, bán ạ.